Chào các bạn, đây là bộ vừa kích vừa lạc của mình đây. Một bộ nó có hai nhiệm vụ. Kích 10, nguồn vào 12V lên 220 và lạp cho chế độ ắc quy 12V các bạn nhé. Đây là mình đang bật chế độ lạp đây. Lạp thì hai ắc quy của mình đấu song song cho nó khỏe khi mình dùng thử chế độ kích thôi. Đang 13,7 13,7V rồi đây. Giờ mình rút nguồn 220 ra nhá. Rút nguồn 220 ra thì ắc quy của mình vẫn chỉ được 13,2V thôi. Giờ mình bật chế độ kích các bạn nhá. Bộ kích của mình thì công suất ra điện 220 chỉ được nguồn 220 và 600W thôi. Công suất cực kỳ khiêm tốn đấy các bạn, nhưng các bạn dùng một cái quạt và bóng điện sáng cũng thừa sức chứ các bạn. Ok, quạt mình đã quay và bóng điện mình đã sáng. Ok, bộ kích đang ra điện 220 để nuôi một bóng sáng và một cái quạt. Ok chứ các bạn, cần thì báo mình nhá. Hệ thống cực kỳ đơn giản mà. Emitter là kích và chai là lạp. Chỉ cần có công tắc này là có thể vừa là lạp làm được hai nhiệm vụ đấy các bạn. Cần thì báo mình nhé.